Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ. Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm hoàn thành 100% hồ sơ cấp căn cước công dân trước ngày 10 tháng 8 năm 2022, cán bộ chiến sĩ công an thành phố Điện Biên Phủ đã triển khai thực hiện tại nhà cho những người già yếu, neo đơn, khó khăn trong việc đi lại, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Sau đây là phóng sự của chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo chân cán bộ chiến sĩ đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố đến làm thẻ căn cước công dân tại nhà cho bà Lê Thị Diên, 97 tuổi ở phường Nam Thanh, mới thấy hết được sự nỗ lực, tận tình của cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Bà Diên tuổi đã cao, khó khăn trong việc di chuyển nên lực lượng công an đến tận nhà để làm các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho bà. Với tinh thần trách nhiệm cao, chưa đầy 20 phút, tổ công tác đã làm xong thủ tục cấp căn cước công dân cho bà Diên. Gia đình tôi có mẹ là bà Lê Thị Diên, sinh năm 1925, do tuổi cao sức yếu nên không trực tiếp ra ngoài cơ quan công an làm thẻ căn cước công dân được. Thì ngày hôm nay nhận được sự quan tâm giúp đỡ của công an thành phố Điện Biên Phủ và công an phường Nam Thanh, các đồng chí đã tổ chức trực tiếp làm thẻ căn cước công dân cho mẹ tôi tại gia đình. Thông qua việc làm căn cước công dân này thì mẹ tôi đã có thẻ căn cước để phục vụ cho các tiện ích sau này của bà. Và thay mặt gia đình thì tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí công an thành phố Điện Biên Phủ và công an phường Nam Thanh. Trước đây, ông Nguyễn Xuân Tình, 94 tuổi, phố 7, phường Nam Thanh đã từng đi làm căn cước công dân nhưng do ông tuổi đã cao, vân tay mờ nên khó khăn trong thực hiện lấy dấu vân tay. Vừa qua, cán bộ cảnh sát khu vực đã phối hợp với đội cảnh sát, quản lý hành chính và trật tự xã hội công an thành phố đến tận nhà để làm các thủ tục cấp căn cước công dân cho ông. Các chiến sĩ rất kiên nhẫn, tận tâm, hoàn thành công việc khiến ông Tình vô cùng cảm động. Hôm nay là được sự quan tâm của phường Nam Thanh, đã quan tâm đến vợ chồng tôi. Năm nay tôi tuổi 94, nhưng mà không đi lại được. Hôm nay nhờ sự quan tâm của phường Nam Thanh, công an phường Nam Thanh đã vào tận nhà làm căn cước nhân dân cho hai vợ chồng tôi. Vậy chúng tôi không biết nói gì hơn hết. Xin cảm ơn lãnh đạo của phường và đồng thời bộ phận đi làm cái thẻ căn cước. Qua rà soát trên địa bàn phường Nam Thanh còn trên 400 trường hợp cần làm căn cước công dân, trong đó có 56 trường hợp là người già yếu, khó khăn trong việc đi lại. Để đảm bảo 100% người dân được cấp thẻ căn cước công dân trước ngày 10 tháng 8, công an phường đang tích cực vận động công dân đến trụ sở công an làm thẻ căn cước công dân. Riêng với những trường hợp có khó khăn như người già yếu, hạn chế về di chuyển, công an phường thành lập tổ công tác lưu động, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ công tác lưu động làm căn cước công dân cho công dân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an thành phố về tăng cường công tác thu nhận và cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố nói chung và trên địa bàn phường Nam Thanh nói riêng và đảm bảo 100% trong thời gian tới. Thì lãnh đạo công an phường đã chỉ đạo cho cảnh sát khu vực phối hợp với lãnh đạo các tổ dân phố bản tiến hành rà soát các cái trường hợp mà chưa làm căn cước công dân trên địa bàn. Thì trong cái số đó thì là có những người già yếu chưa làm căn cước công dân, thì trên địa bàn phường hiện nay là có 56 người. Thế thì thực hiện cái lịch cấp căn cước công dân của công an thành phố thì công an phường đã phối hợp với đội quản lý hành chính công an thành phố xuống trực tiếp tại nhà dân, những người mà già yếu không đến công an phường để làm căn cước được, thì chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ xuống trực tiếp để làm cấp căn cước công dân cho những người già yếu và đảm bảo là trong thời gian tới toàn bộ các công dân trên địa bàn được thu nhận hồ sơ và cấp căn cước công dân trong thời gian sớm nhất, đảm bảo 100%. Trong đợt này, đội quản lý hành chính, trật tự xã hội công an thành phố đã sắp xếp hai tổ lưu động hoạt động song song, trong đó một tổ thực hiện cấp căn cước công dân tại các xã vùng ngoài, một tổ thực hiện tại các phường còn lại.
Thời gian làm việc vào tất cả các ngày trong tuần với 3 khung giờ, buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 và tối từ 19 giờ 30 đến 22 giờ. Đối với mỗi địa bàn xã phường, các tổ phối hợp với lực lượng công an xã phường tiến hành rà soát, lập danh sách các trường hợp làm căn cước công dân tại nhà. Sau đó sắp xếp lịch trình cụ thể để hoàn thành công việc tại trụ sở cũng như tại các tổ lưu động. Thực hiện đề án 06 về việc cấp căn cước công dân và định danh điện tử, đội quản lý hành chính công an thành phố thực hiện cấp căn cước cho những người già yếu không có điều kiện để lăn tay và đến những địa điểm do công an thành phố mở điểm làm căn cước công dân, đến từng hộ dân và những người khuyết tật già yếu không lăn tay được. Thì công an thành phố Yên Phủ đã không quản ngại khó khăn, điều kiện thời tiết nắng mưa, đã xuống nhà dân để lăn tay và thực hiện công việc cấp căn cước công dân để cho nhân dân thuận tiện cho việc giao dịch và đi lại của công dân. Thực hiện kế hoạch số 1560 của công an thành phố về việc cấp căn cước công dân cho công dân trên địa bàn của toàn thành phố cũng như là phường Thanh Bình, thì đến ngày 15 tháng 8 là hoàn thành. Thì công an phường Thanh Bình đã tham mưu cho Đảng ủy Ban nhân dân phường chỉ đạo các tổ dân phố cũng như là tổ đề án 06 của các tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân về các tiện ích cũng như lợi ích của việc làm căn cước công dân cũng như tích hợp điện tử. Công an phường đã làm tốt công tác rà soát công dân cũng như là điều tra cơ bản công dân hiện tại chưa làm, có mặt và vắng mặt tại địa bàn. Số vắng mặt tại địa bàn thì công an phường đã làm công tác trao đổi với các địa phương nơi công dân đến để công an các địa phương nơi công dân đang tạm trú để thu thập căn cước công dân. Còn số công dân hiện tại đang có mặt tại địa bàn thì công an phường đã đến tận nơi tuyên truyền cũng như phát giấy mời để công dân lên trực tiếp tại công an phường làm căn cước công dân. Số các cụ già hay người tàn tật thì công an phường đã tham mưu cho đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố thì di rời máy xuống tận các gia đình để làm cho các người già cũng như người tàn tật không thể di chuyển được lên công an phường. Chiến dịch cấp căn cước công dân tại thành phố Điện Biên Phủ đã vào giai đoạn nước rút. Những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ công an thành phố đang miệt mài từng ngày, từng giờ, tăng ca, tăng thời gian thu nhận hồ sơ. Dẫu vất vả, khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, tin rằng công an thành phố Điện Biên Phủ sẽ hoàn thành việc cấp căn cước công dân đúng tiến độ đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố Điện Biên Phủ luôn chú trọng việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt trong việc canh tác lúa. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn. Vụ mùa năm nay, gia đình anh Lường Văn Hùng ở Bản Kéo, xã Pá Khoang đăng ký trồng thử nghiệm 1.500 m² lúa bằng phương pháp dùng máy cấy cầm tay. Lúc đầu, anh cảm thấy lo lắng vì đây là lần đầu tiên trong bản áp dụng phương pháp này. Nhưng khi được trưởng bản, cán bộ khuyến nông xã đến tuyên truyền, vận động, anh mạnh dạn đăng ký tham gia mô hình. Đến nay, những hàng mạ thẳng đều đã trải kín những thửa ruộng của gia đình anh. Bây giờ gia đình tôi có 1.500 ruộng mà được sợ nhất tuyên truyền của bản thì gia đình tôi đăng ký để cấy, mà có cái anh chị khuyến nông để hướng dẫn để tập huấn, thế gia đình tôi này cũng nhất trí và tập huấn để cấy vụ mùa này, mà gia đình tôi được đăng ký để cấy mà cấy thì nó tiết kiệm được thời gian và công sức của gia đình, làm nó nhàn hơn.
triển khai việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thực hiện máy cấy cầm tay, Phòng Kinh tế thành phố đã chọn Pá Khoang là xã thực hiện mô hình với quy mô 10 ha, trong đó có 5 ha sử dụng máy cấy cầm tay và 5 ha thực hiện bằng gieo cấy truyền thống với 59 hộ dân tại bản Kéo, bản Ten tham gia. Mô hình thực hiện gieo cấy hai giống lúa mới là J02 và HD11 bằng kỹ thuật máy cấy cầm tay. Đồng thời, thực hiện gieo cấy giống lúa nếp 97 theo phương thức truyền thống để có cơ sở đối chứng hiệu quả trong sản xuất. Để người dân thực hiện đúng quy trình và đạt hiệu quả cao, Phòng Kinh tế thành phố đã phối hợp với xã Pá Khoang tổ chức tập huấn về kỹ thuật, quy cách gieo trồng các giống lúa mới đến các hộ dân tham gia mô hình. Cùng với đó, cán bộ các cơ quan chuyên môn của thành phố và xã sẽ luôn đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình thực hiện. Khi chúng tôi thực hiện mô hình này thì cũng được sự quan tâm của Phòng Kinh tế của thành phố, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp của thành phố thì hỗ trợ cho địa bàn xã Pá Khoang 10 ha để xây dựng cái mô hình lúa mùa. Thì trong đó thì chúng tôi là cái lúa nếp là 5 ha và cái lúa tẻ của J02 là 5 ha. Thì trong cái xây dựng mô hình thì được sự quan tâm của Phòng Kinh tế thì cũng được hỗ trợ về các vật tư thiết yếu. Thì bà con mình áp dụng vào cái khoa học tiến bộ để sản xuất cái vụ mùa này để cải tiến. Nhưng mà trong cái 10 ha ấy thì chúng tôi được sự quan tâm của phòng thì phòng hỗ trợ cho một cái máy cấy để so sánh bên gieo với bên cấy thì nó để lập năng suất tiến tới này để bà con cải thiện về cái lúa cấy để cái tăng năng suất và giảm cái sức lao động của bà con. Hiện tại thì chúng tôi đang thực hiện cái máy cấy này thì hơn 5 ha để làm cấy, còn 5 ha thì để gieo. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi đã hướng dẫn bà con từ cái khâu làm mạ và từ cái vận hành của máy và từ cái khâu làm đất theo kỹ thuật bài bản theo vốn đúng của canh tác của vụ mùa này. Vụ mùa năm 2022 thì Trung tâm Dịch vụ Kinh tế Tổng hợp thành phố phối hợp với Phòng Kinh tế và Ủy ban Nhân dân xã Pá Khoang cùng thực hiện mô hình chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào cho địa bàn xã Pá Khoang. Năm nay là năm đầu tiên thực hiện cái mô hình cấy mạ sân tại xã Pá Khoang thì bà con lần đầu thực hiện nên là vẫn còn nhiều những cái rụt rè và bỡ ngỡ. Thì tuy nhiên là trung tâm cũng phối hợp với Phòng Kinh tế là đã xuống cùng bà con là cùng chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn bà con phương pháp làm lấy bùn, làm mạ sân và hướng dẫn bà con xuống cấy. Qua quá trình làm thì bà con mới đầu thì còn rụt rè nhưng mà hiện tại thì là rất là nhiệt tình và phấn khởi sau khi mà nhìn thấy máy vận hành. Thì cũng mong là sau cái vụ mùa năm 2022 này thì bà con sẽ mạnh dạn hơn trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và cũng sẽ mạnh dạn hơn trong việc áp dụng việc cấy mạ sân nhằm khắc phục một số cái khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của bà con, ví dụ như là về muộn thời vụ, hạn chế được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hạn chế được cỏ dại lúa lẫn trên đồng ruộng. Qua việc áp dụng máy cấy lúa cho thấy có nhiều lợi ích và hiệu quả sản xuất, cây lúa thẳng và không bị gãy hoặc đứt trong quá trình cấy, thuận lợi để lúa bén rễ phục hồi nhanh và phát triển tốt. Hạn chế được mầm cỏ dại và lúa lẫn thạp có tính ưu việt rõ rệt so với phương thức gieo cấy truyền thống. Trong đó, nổi trội là giảm chi phí phân bón, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, bảo vệ môi trường. Sự khởi đầu này sẽ mở ra một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân xã Pá Khoang, tiến tới nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố ở những vụ mùa tiếp theo. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc trang truyền cơ sở của Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh truyền hình thành phố Điện Biên Phủ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.